Dạ. Không, ông kia, ông kia. Dạ, anh hộ em nhé. À, khai xương, khai trương bóc tem con xe mới bằng dàn cày năm chảo về Ân Thi Hưng Yên. Rồi, chào chú nhá. Đây cháu về chỗ cái gì nhỉ? Vam Nhuệ hay là Ân Nhuệ đấy? Ân Nhuệ, Vam Nhuệ, Ân Thi Hưng Yên. Xin chào tất cả mọi người ở trên Facebook nhá. Con này là chuyện bỏ nâng lên hạ em mình là không được xếp thùng. Anh Nguyễn Tình Ân Đi Hưng Yên vào nhận hàng nhá, em giờ cẩu lên cho anh đây. Dàn cày 5 chảo cho Kubota L3218. Sàn bóng lắm, này bắt đầu về phát đầu tiên. Hơi xước tí, cố gắng đừng tiếc. Lót chăn nắng. Cho em cái đệm. Làm cái chân vừa vừa thôi mà nó rét đấy. Em chào anh xóm nghèo, chào anh Nguyễn Đáp. Hôm qua gọi cho em khó quá hả? Đợt này gọi cho em là khó rồi, bởi vì nó đang vào mùa mải căng lắm. Chiều nay em còn đang dồn 4-5 con cày đi Bình Lục Hà Nam đây. Chợ lợn Bình Lục Hà Nam, An Lão Bình Lục Hà Nam với Tràng An Bình Lục Hà Nam. Em chào anh Nguyễn Công Thoảng nhá. Em chào anh Mạnh Trường Long. Chào chú Võ Văn Hồng. Chúc tất cả mọi người một buổi trưa vui vẻ và một buổi chiều làm việc hăng say. Quay lên trên. Cái này làm cái dàn to xuống. Đảo ngược lại, đảo 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 đâu, đảo đâu này ra ngoài. Lộn ngược lại. Đây. Bổ nó vào khung này. Đấy. Đây đây đây. Nó đẩy ra đấy. Đấy rồi, thế thế úp úp không đấy thế. Đấy sập xuống rồi. Bổ cái thằng này vào đây. Đấy bổ nó vào đây. Rồi. Rồi. Mới qua các bạn. Buộc vào không kéo nó xô đấy. Đợ, chưa có tay. Chào Phạm Oanh. Thôi em đi chẳng đồ tí đã. Để bên này chỉ nghỉ cơm trưa thôi. Cũng 12 giờ kém rồi. Vâng, đặt về Nam vừa theo con máy. Ví dụ như tính mang được.
của các bác nào.